Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chu Vi Hydration. Như anh em đã biết, năm vừa qua là sự bùng nổ của không ít những kiểu tóc. Nổi bật nhất khoảng thời gian nửa cuối năm 2020 và đầu năm 2021 trở lại đây thì không thể nào không nói đến kiểu tóc uốn con sâu, layer texture. Và thời gian qua trên kênh YouTube của Chu Vi Hydration thì mình thấy rất nhiều anh em hỏi về cách chăm sóc kiểu tóc con sâu. Vậy trong video lần này mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết hơn cách để chăm sóc kiểu tóc uốn con sâu này nhé. Ok, bắt đầu video ngay thôi. Ưu điểm của kiểu tóc này là nó có thời gian giữ nếp lâu hơn những kiểu tóc uốn bồng bình thường. Ở những kiểu tóc uốn bồng nhẹ bình thường thì thời gian trung bình để giữ được sóng và nếp tóc sẽ từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Nhưng ở kiểu tóc uốn con sâu sẽ giữ sóng từ 3 đến 4 tháng. Tức là với kiểu tóc uốn con sâu, anh em có thể chơi lâu hơn kiểu tóc uốn bình thường từ 1 đến 2 tháng. Cũng giống như những kiểu tóc uốn nhuộm ruỗi khác thì khi gội đầu, anh em tránh sử dụng những loại dầu gội có tính kiềm cao như Clear, Romalo, Head & Shoulder, vì trong những loại dầu gội trên có rất nhiều chất tẩy sẽ rửa mất sóng uốn trên tóc và gây lên tình trạng khô tóc. Nên anh em lưu ý về khoản chọn dầu gội cho mình khi tóc đã qua uốn nhuộm hoặc ruỗi. Ngoài những loại dầu gội trên thì anh em có thể chọn bất cứ loại dầu gội nào. Nên chọn cho mình những loại dầu gội có nhiều chất dưỡng, cung cấp độ ẩm cho tóc thì càng tốt. Đi kèm với dầu gội thì anh em cũng nên chọn cho mình những loại dầu xả và dầu hấp để cung cấp cho tóc độ ẩm và dưỡng chất cần thiết để cho mái tóc được bóng mượt và hạn chế mức khô sơ. Khi tóc mới uốn, anh em gội đầu thì nên gội qua bằng nước trắng, sau đó bôi dầu xả hoặc dầu dưỡng lên mái tóc chứ không nên sử dụng dầu gội luôn. Sau khi uốn được 3 đến 5 ngày thì anh em có thể sử dụng dầu gội như bình thường. Khi gãi đầu, anh em cũng nên gãi nhẹ nhàng vì anh em gãi mạnh sẽ làm xù nếp tóc hoặc gãy chân tóc. Nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến da đầu là xước và chảy máu trên da đầu. Một lưu ý nhỏ nữa là với kiểu tóc uốn con sâu này, anh em không nên dùng lược chải vì khi anh em chải tóc sẽ làm tách từng lượng sợi nhỏ của lọn tóc con sâu ra, hậu quả là tóc sẽ bông bông xù ra chứ không đan theo lọn và ôm gọn form nữa. Sau khi gội đầu, anh em thoa dầu xả hoặc dầu dưỡng lên mái tóc, lưu dầu xả hoặc dầu dưỡng trên mái tóc từ 5 đến 10 phút. Anh em có thể chờ đợi hoặc quấn khăn lên đầu rồi đi làm việc khác. Vài phút trôi qua thì anh em xả sạch lại bằng nước trắng là xong. Tiếp đến là bước sấy tóc. Thì trước khi sấy, anh em có thể sử dụng thêm những loại tinh dầu dưỡng. Ở đây mình sẽ sử dụng loại chai tinh dầu Ocean Mint. Chai tinh dầu này sẽ có công dụng là bảo vệ tóc trước nhiệt độ của máy sấy và giữ nếp tóc, cố định form tóc khi sấy. Anh em thoa đều lên tóc cho dưỡng chất thấm vào tóc, sau đó tiến hành sấy tóc. Anh em nên sấy ở mức nhiệt vừa phải hoặc lớp gió mát, vì khi anh em sấy ở mức nhiệt quá nóng sẽ làm mất độ ẩm của mái tóc, gây tình trạng khô, chẻ ngọn. Anh em sấy tóc ở mức nhiệt vừa phải hoặc lớp gió mát, đủ hong khô tóc là được. Khi sấy thì anh em lấy xoáy tóc làm điểm chuẩn, sấy xuôi theo chiều mọc tóc ở xoáy, mọc hướng nào thì mình sấy xuôi theo chiều đó. Với phần tóc hai bên sai, anh em nên sấy ở mức nhiệt vừa, sấy ôm vào form đầu để tránh phần tóc này bị xù chỉa ra ngoài. Khi sấy tóc đã gọn gàng, ôm form, anh em có thể để tự nhiên hoặc vuốt thêm chút sáp để cố định form tóc. Khi uốn tóc rồi thì mình khuyên anh em nên chọn những loại sáp gốc nước hoặc gray, lấy một lượng nhỏ xoa đều ra tay rồi đánh đều lên tai tóc. Vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách chăm sóc và tạo kiểu tại nhà cho kiểu tóc layer texture uốn con sâu. Mong qua video này sẽ giúp ích cho anh em phần nào để giữ kiểu tóc của mình được đẹp và lâu nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em thấy video này có ích, hãy cho mình xin một nút like và share. Đừng quên ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi team Chu Vi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.